chào mừng anh em quay trở lại với kênh Họa Thọ Mi của em nhá. Ai các bác hôm nay em lên các bác em họa mi dáng ngũ trường thuần sách lồng vẫn hot này các bác này. Em này thì mẫu chuẩn tam hoàng luôn anh em nhá. Chân mỏ vàng như sáo luôn, chim thuần, họa nét giọng hay anh em nhá. Bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn anh em ơi. Chim hót gật gù múa lần này anh em này. Trước mắt thì em cứ cho anh em xem cái mỏ ở trước nhá con nhá. Còn nếu mà anh em xem chắc em nghĩ anh em ưng luôn đấy anh em ơi. Cái máy nó chưa lấy nét anh em ạ. À nét rồi đây. Đây các bác nhìn cái mỏ đây. Mỏ vàng chưa anh em. Này đẹp như tranh vẽ luôn anh em nhé, kể cả đầu mặt luôn. Chân này anh em này. Chân cũng cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé. Đấy. Chim thì về chất lượng anh em không phải bàn rồi anh em ơi. Đó, em sẽ quay cho anh em khoảng tầm vài phút ở trên tay sách lồng. Xong rồi lát nữa em sẽ quay để nó xuống và quay cho anh em xem cận cảnh anh em nhé. Thì anh em sẽ thấy được cái chân tay bóng mỏ của nó sẽ rất là đẹp các bạn. Đầu mặt con này quá đẹp luôn anh em nhé. À, vì con này nó rất là đẹp anh em ạ. Nếu mà quay như thế này thì đánh giá. Đây anh em nhá, xin mời anh em ngắm em nó các bác nhá. Một siêu phẩm anh em ạ. Một siêu phẩm luôn anh em nhá. Em sẽ quay đầu mặt cho anh em nhìn rõ hơn là khi mà em quay em xích lồng các bác nhá. Rồi, chúng nó quay mặt đây đã. Con này nó đẹp kinh khủng luôn em ơi. Mắt xanh, mỏ vàng, chân vàng, họa nét anh em ơi. Tam hoàng vàng ươm. Quay lông này anh em xem này, lông ở đây nhá. Đấy, và đây là chân này anh em ơi. Chân ở đây, chân vàng anh em nhá. Alo, alo. Tí tí em chuyển thôi, chờ em tí nhá. Đó anh em nhá. Con chim này đúng là điểm 10 của chất lượng luôn anh em ơi.
Con này cả chơi cánh nha anh em nhé, anh em không quay nó chơi cánh đâu. Quay cái đầu mặt của anh em xem, em rất thích con chim này đầu mặt của nó mọi người nhé. Đúng là tam hoàng nó quay có tí nắng nắng nhẹ và nó đẹp thật anh em ạ. Họa này nét đấy chứ. Đúng anh em mà chê nó thì không biết nói cái gì nữa đấy. Chân đây móng mèo luôn anh em nhé. Ăn này chết không nha.